憧れちゃいますよね. Sao cái? Tỉnh ngủ đi em ơi, không ai cứu được em đâu. Ngay từ khi còn nhỏ, Oscar cùng với cha của mình đã bị dính phải lời nguyền của phù thủy im lặng. Bà ta đã yểm nên hai cha con anh ấy, mãi mãi từ nay về sau sẽ không thể có người thừa kế. Máu của bọn họ sẽ ăn mòn châu ấy khi chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào. Chính Oscar cũng không hiểu tại sao hai cha con anh ấy lại dính phải lời nguyền này. Cha của anh ấy thì cũng không muốn nhắc đến chuyện đó, nên Oscar cũng chưa từng hỏi. Anh ấy chỉ đoán rằng có lẽ việc này liên quan đến mẹ anh ấy mà thôi, người đã qua đời ngay sau khi sinh anh ấy. Sau khi bị dính lời nguyền, Oscar đã cố gắng tìm hiểu nghiên cứu về ma thuật, cách hóa giải lời nguyền. Nhưng cho dù anh ấy đã đọc rất nhiều, đủ mọi loại sách, 15 năm trôi qua cuối cùng vẫn không có tiến triển gì cả. Và ngày hôm nay, anh ấy đã quyết định trốn khỏi cung điện, đi tìm phù thủy mặt trăng hỏi cách giải lời nguyền. Nếu không được nữa thì chỉ còn cách hỏi trực tiếp phù thủy im lặng mà thôi. Laser, người hầu của Oscar thì lại cố gắng ngăn cản anh ấy. Thực sự việc đó quá nguy hiểm, gặp phù thủy sao? Rất có thể ngài sẽ lại bị họ yểm thêm lời nguyền đó. Nhưng Oscar lại không nghĩ nhiều đến vậy. Đã 15 năm trôi qua rồi, anh ấy còn chả thể tìm ra một manh mối, chứ chưa nói đến cách hóa giải lời nguyền nữa. Sau đó Oscar đã đi đến nơi mà được mọi người đồn là những phù thủy sẽ cư trú ở đó, tòa tháp xanh. 15 năm qua phù thủy mặt trăng cũng chưa từng xuất hiện, kể cả cái tháp này nữa. Nhiều năm trôi qua Laser cũng chưa từng thấy ai lên được đỉnh tháp cả. Nếu thái tử có mệnh hệ gì thì anh ấy sao dám quay lại lâu đài được, cứ làm bộ mặt thảm hại một chút là được. Sau đó anh ấy vẫn tiến thẳng vào bên trong. Trước mặt anh ấy lúc này là một bậc thang dài vô tận dẫn nên đến đỉnh tháp, có vẻ giống như với sách ghi chép ấy chứ. Phía bên trên bức tường sẽ là những thử thách, và người vượt qua nên tới đỉnh tháp sẽ được phù thủy ban cho điều ước. Đó chính là mục tiêu của Oscar. Càng lên trên sẽ càng nguy hiểm. Oscar đã bảo Laser ở lại dưới này, nhưng anh ấy vẫn cố gắng đi theo, tính làm tăng độ khó cho game ấy mà. Cánh cửa đầu tiên, bọn họ đã gặp phải rất nhiều rắn. Laser sợ vãi đái, nhưng Oscar đã bảo chúng không có độc đâu, nên khỏi phải lo. Anh ấy liền tiến lại gần tấm bia đá trước mặt. Có lẽ đây là thử thách đầu tiên của anh. Những dòng chữ trên tấm bia đá nói về lý thuyết toán học đã được nghiên cứu cách đây 100 năm, được mệnh danh là bố của khó, không ai có thể giải ra. Nhưng bạn chưa biết ai làm nên bộ này rồi. Oscar đã điền đáp án một cách dứt khoát. Lũ rắn và tấm bia đá đã biến mất ngay lập tức. Có vẻ như câu hỏi bố của khó, anh ấy đã trả lời đúng rồi. Ngay sau đó một vòng tròn ma pháp xuất hiện, dịch chuyển cả hai người bọn họ lên tầng tiếp theo. Trên đỉnh tháp, Litola xuất hiện và đang báo cáo cho chủ nhân của tòa tháp này về những kẻ leo tháp đầu tiên sau nhiều năm qua. Chính Tina, chủ nhân của tòa tháp này, cũng khá là bất ngờ khi cô ấy cứ tưởng nhân loại đã quên về tòa tháp này rồi chứ. Ngài có muốn quan sát chúng không? Tina đã từ chối, cô ấy sẽ chờ bọn họ nếu họ nên được tới đỉnh tháp. Nhưng nếu thất bại, Tina cũng đã ra lệnh cho Litola cứ theo cách làm cũ mà triển. Cánh cổng một có thể vượt qua dễ vậy sao? Nhưng rồi Tina cho rằng bọn họ sẽ thất bại ở con thú canh gác đầu tiên mà thôi. Trở về với Oscar, con thú canh gác đầu tiên của tòa tháp đã bị anh ấy tiêu diệt, thậm chí còn chẳng mất tí mồ hôi nào. Bọn họ lại tiếp tục di chuyển lên phía trên. Cánh cổng có vẻ không nhiều, nhưng cầu thang để đi lên phía trên khá dài đấy nhỉ. Theo sổ sách ghi chép 70 năm trước, người cuối cùng vượt qua được tòa tháp này lại chính là ông cố của Oscar. Lúc đó có 10 người hợp tác để leo lên, nhưng cuối cùng chỉ có vua Regius nên được tới đỉnh của tòa tháp. Đang đi mà khứa Laser cứ gạ gẫm Oscar quay trở về. Phía trên nguy hiểm lắm, trường hợp này là tôi thì tôi đá phát cho bay xuống dưới. Nhờn, người ta đang đi chữa bệnh hiếm muộn mà cứ bảo quay về. 15 năm là quá đủ với Oscar rồi. Dứt lời thì Oscar đã đi đến được cánh cổng thứ ba. Bên trong hai con vampire đã đợi anh từ trước. Oscar vẫn vô cùng lạnh lùng tiến vào chiến đấu với bọn chúng. Không biết lũ quái vật quá yếu hay anh quá mạnh mà cứ một kiếm là cút một con rồi. Game dễ thế. Trên đỉnh tháp, một lần nữa Litola đã phải chạy nên thông báo cho Tina biết về tình hình của những kẻ leo tháp. Bọn họ làm tốt đấy chứ. Tina đã tò mò hỏi về số lượng của nhóm người này, 2 người, nhưng Litola cho rằng thực tế thì chỉ có một thôi. Người còn lại chắc anh ấy đem theo để tăng độ khó leo tháp. Vốn dĩ Tina đang pha trà đợi nhóm người leo tháp nên tới, nhưng sau khi biết chỉ có một thì cô ấy cho rằng chắc lần này cô ấy lại mất công pha rồi. Nhưng mà anh ta leo được nên cao phết ấy nhỉ, có nên trao giải khuyến khích cho họ không? Litola cho rằng Tina sẽ không phải bỏ phí ấm trà này đâu. Cô ấy tin rằng Oscar sẽ nên được đỉnh tháp. Trở lại với Oscar, sau khi tiêu diệt được con quái vật cuối cùng, cùng, bất ngờ toàn bộ căn phòng rung lắc dữ dội, sàn nhà bắt đầu nứt chia cắt Oscar và Laser. Đúng lúc này thì Laser lại khuyên Oscar phải tiếp tục tiến về phía trước. Thật sự anh ấy rất mong một ngày có thể nhìn thấy Oscar trở thành vua, nhưng có vẻ không được rồi. Dứt lời anh ấy đã bị rơi xuống đáy của tòa tháp, không còn đường để lui. Oscar liền tiến tới và mở cánh cửa cuối cùng. Lúc này anh ấy đã nên được tới đỉnh của tòa tháp, cũng là căn phòng của Tina. Thật tiếc khi ấm trà có vẻ đã nguội, Tina xuất hiện khiến Oscar không thể không đề phòng. Nhưng khi biết cô ấy là phù thủy thì có vẻ như anh ấy tìm được đúng người rồi. Đột nhiên nhìn cô ấy trẻ quá cũng khiến Oscar hoài nghi. Cô sống hàng trăm năm rồi mà lại trông như thiếu nữ 16 thế này. Cô đã dùng phép thay đổi diện mạo à? Anh hỏi một câu hỏi hơi thô lỗ đấy thái tử. Hoàn toàn là tự nhiên nha. Phù thủy sống lâu hơn con người rất nhiều đấy. Tina, cơ thể của cô ấy đã ngừng lão hóa nên vẫn còn giữ được diện mạo 16 thế này. Tina cũng đã nói cho Oscar biết Laser vẫn an toàn, còn đang ngủ say là đang khác ý chứ. Và khi biết Oscar là hậu duệ của Regius, người cũng đã nên được đỉnh tòa tháp này, Tina đã rất bất ngờ. Oscar cũng đã thắc mắc về những người leo tháp, nhưng sự thật Tina, cô ấy không muốn có xác chết ở trong tháp của mình chút nào. Như vậy chả khác gì cái nghĩa địa cả, vậy nên cô ấy đã không để ai chết hết. Ngay khi bọn họ chạm chân đến cánh cửa địa ngục thì cô ấy sẽ can thiệp và đưa bọn họ trở về mặt đất. Những người thất bại sẽ bị cô ấy xóa đi ký ức và được đưa đến một nơi bất kỳ. Bọn họ đến đây hầu hết là muốn chứng tỏ bản thân hoặc danh tiếng, nên cô ấy cho rằng đó là một mức trả giá hợp lý rồi. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp ngoại lệ như những người đến để chữa bệnh cho con, hoặc Vân Vân và Mây Mây, thì cô ấy vẫn tốt bụng ban điều ước cho bọn họ ngay cả khi họ thất bại. Đúng thứ Oscar cần, anh ấy liền nói cho Tina biết về hiện trạng của anh ấy, cũng như lời nguyền anh ấy bị dính phải do phù thủy im lặng gây ra. Sau khi nghe được câu chuyện, Tina, cô ấy cũng không thể đảm bảo có thể giải được lời nguyền này ngay cho Oscar. Phép thuật là thứ được tổng hợp và thi triển bằng quy tắc chung, tuy nhiên lời nguyền thì không như vậy. Sau khi phân tích, Tina cho rằng Oscar không chỉ chịu một lời nguyền, mà còn từ một thứ biến thể mà người dân hay gọi là phước lành nữa. Về cơ bản thì lời chúc phúc cũng giống với lời nguyền, chỉ là khác mục đích mà thôi. Có vẻ như trước đó Oscar đã được bảo vệ bằng một sức mạnh rất lớn, một người mẹ bình thường không thể chịu được. Nếu phước lành được phân giải, Tina cho rằng Oscar có thể dùng phép để giảm bớt lời nguyền. Nhưng hiện tại phước lành của anh ấy có đến tận 20 lớp đan xen với nhau. Tina đã xin lỗi, cô ấy không thể giải lời nguyền này được. Phù thủy im lặng thật sự quá mạnh, nhưng vì Oscar đã tới được đây nên cô ấy cũng sẽ không để anh ấy về tay trắng đâu. Cô ấy sẽ cố gắng dùng ma thuật dò tìm để tìm cho Oscar một người phụ nữ có thể chịu được sức mạnh phước lành trước đã. Chắc phải có chứ. Cô ấy sẽ tìm bọn họ dựa trên khả năng ma thuật và kháng phép của họ. Oscar hốt hoảng, thế lỡ cô ấy kết hôn rồi thì sao? Còn người già hoặc trẻ nhỏ nữa. Kết hôn rồi thì đạo đức không cho phép rồi nhỉ. Người già thì sẽ có nhiều kinh nghiệm về phép thuật này, còn nếu là trẻ nhỏ thì Oscar có thể nuôi cô ấy thành vợ luôn, lại hợp qua ấy chứ. Trước đó cô ấy cũng đã thấy hôn nhân cách nhau hơn 20 năm ở Hoàng gia rồi, nên chuyện đó anh không phải mặc cảm lắm. Thế rồi đột nhiên Oscar đã nảy ra ý tưởng và hỏi cô ấy, cô thì sao? Cô có thể chịu được sức mạnh của phù thủy im lặng không? Tina cũng vô cùng thẳng thắn, đương nhiên là tôi không gặp khó khăn gì rồi. Và thế là xong. Oscar cũng chỉ cần có thế. Chắc cô ấy ở một mình lâu rồi nên hơi non. Thế này thì chắc chắn hơn việc tìm người không tồn tại rồi. Oscar đã ước Tina trở thành vợ của anh ấy. Tina đã phản đối, việc đó qua giới hạn của cô ấy rồi. Chưa từng kết hôn, bạn trai cũng không có. Không phải cô nói người già sẽ giỏi về phép thuật hay sao? Hợp quá rồi còn gì. Tina ngượng ngùng. Đúng rồi, không phải đưa phù thủy vào hoàng tộc là một điều cấm kỵ hay sao? Oscar đã cho rằng chuyện đó anh lo được. Tina cho rằng so về tuổi tác thì có lẽ cô ấy là bà cố của Oscar đấy. Nhưng Oscar không quan tâm, quá lì lợm. Tina quyết định sẽ sử dụng ma thuật để thay đổi ký ức của Oscar, để anh quên hết sự việc ngày hôm nay. Phù thủy lật lọng à? Oscar liền ngay lập tức thủ thế. Và rồi Tina đã nhận ra thanh kiếm mà Oscar đang giữ. Thanh kiếm hoàng gia của Akashi. Sao đen đủi thế, khi mà nó lại là thanh kiếm duy nhất trên thế giới chống được ma thuật. Tina bất lực, cô ấy đành phải ngồi xuống để đàm đạo với Oscar. Cả hai đều không chịu thua ai. Cuối cùng Oscar đã đề nghị Tina rời khỏi nơi này 1 năm và sống cùng với anh ấy. Đó là điều ước của anh ấy sau khi nên được đến đỉnh tháp này. Có vẻ như cũng không còn lựa chọn nào khác rồi nhỉ. Tina đã đồng ý làm người bảo vệ cho Oscar. Vậy thì trở về thôi nhỉ. Oscar đã gọi Laser tỉnh dậy. Anh ấy cũng đã giới thiệu Tina cho Laser. Cô ấy là học trò của phù thủy, sẽ ở lại lâu đài và giúp anh ấy giải lời nguyền. Video đến đây là hết rồi. Mọi người nhớ bấm đăng ký kênh và like video để ủng hộ cũng như theo dõi được những video sớm nhất của mình nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Lời chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.